Phương Oanh bày tỏ, trong vài ngày qua, tôi luôn cố tỏ ra mình ổn, nhưng thực sự là buồn. Tôi phải cố để kiểm soát cảm xúc của mình. Hương vị tình thân dù đã kết thúc gần một tuần lễ, nhưng dư âm của bộ phim vẫn còn đọng lại rất nhiều đối với khán giả. Không còn phim để xem, thế nhưng nhất cử nhất động của các diễn viên đều được công chúng quan tâm, đặc biệt là với nữ chính Phương Oanh trong vai nam. Nữ diễn viên có chia sẻ trong buổi họp báo mới đây rằng những ngày phim lên sóng các tập cuối thì cô luôn cố tỏ ra rằng mình ổn, cố để kiểm soát cảm xúc, nhưng thực sự lại rất buồn vì phải chia tay vai diễn gắn bó suốt một năm tính, từ lúc nhận kịch bản. Phương Oanh cũng nói rằng mình chưa sẵn sàng để thoát hẳn nhân vật này. Phương Nam trưởng thành và Phương Oanh cũng phải trưởng thành thôi. Bản thân tôi đi quay, ngày nào cũng có cảnh xúc động nên mắt sưng. Tôi sống cùng với vai diễn Phương Nam, vừa buồn nhưng có chút sung sướng. Giọt nước mắt vỡ òa hạnh phúc của Phương Nam trong giai đoạn cuối, cũng như chính là giọt nước mắt của tôi khi bộ phim kết thúc. Vì vậy tôi vẫn muốn sống cùng Phương Nam, trong một thời gian nữa mới sẵn sàng bước sang một dự án khác nữa. Đã từng có nhiều vai diễn thành công trước đó, nhưng có thể nói Hương vị tình thân là bộ phim để đời của Phương Oanh, hiệu ứng mà dự án này mang lại là vô cùng to lớn. Hy vọng trong thời gian tới, nữ diễn viên sẽ tìm được một kịch bản thật hay để trở lại với sự mong đợi của công chúng. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.